đốt pháo trong hai phút vừa rồi. Và bây giờ chúng tôi xin được liên tục mời tất cả quý vị cùng chào đón nhóm thứ hai cho tất cả những nhà bảo trợ, gồm có Miley Jewelry, Mountain Jewelry, Moco Max, Pocan River Restaurant, Trâm Anh và cô Hiền Hoa và Hiền Hoa Jewelry cho dàn pháo thứ hai. Thank you.
Thank you.
Một lần nữa xin thưa quý vị, chúng ta vỗ tay thật lớn cho đoàn Lâm Thiên Lâm. Thank you. Thank you to Lion Dance. Và xin thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị cho dàn pháo thứ tư, cũng là dàn pháo cuối cùng và khổng lồ nhất ở tại Thương Xá Phước Lộc Thọ trong buổi trưa mùng 1 Tết ngày hôm nay, với tất cả những người đại diện của thành phố City of Westminster, ông Bill Anderson và cô Anna Trần từ China Casino, và hai nhân vật chính của Thương Xá Phước Lộc Thọ, đó là ông Triệu Phát và cô Kathy, sẽ bắt đầu khởi pháo. And we also want to announce the last person, UCI Irvine School of Business. Mr. Dean Williamson. Welcome. Chúng tôi muốn được nghe giọng hoa nhất của quý vị thật lớn hơn.